Chào cô Rosie, con năm nay là 17 tuổi, con sinh vào 4 giờ rưỡi sáng ngày 5 tháng 12 năm 2003. Con sang năm có thi tham gia thi đại học, cho nên con muốn hỏi cô là theo lá số của con thì theo ngành nào phù hợp. Con nghe một người chị có biết soi về tử vi bảo rằng là cung quan lộc của con có thiên đồng thiên lương thì hợp với ngành y, nhưng con lại cảm thấy bản thân không có phù hợp với những môn thuộc cái ngành nghề này. Với lại là chị bảo là cung phụ mẫu và huynh đệ của con có khá nhiều sao xấu, nên muốn hỏi cô là không biết có vấn đề gì không ạ. Con xin cảm ơn cô Rosie, con chúc cô Rosie, chú Phi và bác Lê Đức thật nhiều sức khỏe. Con cảm ơn cô. Alo, xin chào các bạn yêu thích tử vi nha. Hôm nay mình trở lại với vấn đề nghiệm lý lá số tử vi. Thì hôm nay mình nhận được một cái băng của một bạn tên là Bùi Anh Thư. À, trước tiên khi đi về vấn đề mà nghiệm lý lá số tử vi ấy, thì mình có một số điều cần chia sẻ với các bạn yêu thích tử vi. Là trong vấn đề mà tụi mình nghiệm lý ấy, thì khi các bạn yêu tử vi ấy, mà thấy một lá số mà nó tương tự với mình thì lên nghe thôi. Nhưng mà đừng nên đem ra so. Tại vì khi mà trong một lá số tử vi á thì chúng ta với là những người khác luôn luôn có một sự khác biệt rất lớn. Thì tại vì chỉ cần có sai một con sao cát tinh thôi hay thêm một con sao sát tinh thôi thì nó khác hoàn toàn. Nên mình nhận được nhiều cái phản hồi từ các bạn là nói là anh Phi nói sao mà sao tham lang mà lại đang xấu. Thì xin lỗi là cái điều đó không có đúng. Thì sao tham lang thì đương nhiên là rất là sao sắc đẹp. Thì khi mình đẹp thì răng mình sẽ đều đó, răng mình sẽ đều đều như móc, nên cái yếu tố mà tham lang mà răng xấu nó đến từ các sao khác nó ảnh hưởng tới, nên khi mình diễn giải với các bạn đó thì không thể nào mình nói chi chít cặn kẽ được, nên khi các bạn nghe thì các bạn phải để ý một chút, có nghĩa là có nhiều bộ sao nó sẽ ảnh hưởng tới răng miệng của mình, nó là ảnh hưởng tới cái sắc đẹp của mình. Có nhiều người mà ví dụ như tại sao mà mặt tham lang có người mặt tròn nhưng mà tham lang lại có nhiều người mặt trái xoan mặt choắt, tại sao? Có những người mà tính tình rất là cởi mở nhưng mà có những người tính tình rất là nóng. Có những anh tham lang thì rất là đẹp trai, tóc tai rậm rạp lông lá nhiều lắm, nhưng mà có những anh tham lang thì lại đầu hói lá ngo. Và tại sao? Thì các bạn đi vào nghiệm lý lá số tử vi nhiều các bạn sẽ hiểu được là tại sao đó. Thì cái đó là mình không giải thích nhiều thêm, thì tùy mỗi lá số. Nên khi có nhiều bạn mà nghe những cái phần mình nói ấy, với bạn đô xì nói mà những người mà họ gặp hạn này họ ở nước ngoài thế này thế kia, lá số mình dạy không biết mình có giống vậy không, thì thưa các bạn là có thể là không. Tại vì có thể là những người đó người ta ăn những cái sao, ví dụ như là những cái lá số nó có rất nhiều cái sao mà nó bị gọi là lá số động, với là cái yếu tố mà đi lại nhiều, thì cái hướng đi lại người ta và cái hướng nhiều cái sao đi nước ngoài thì thêm bộ cát tinh nó hỗ trợ cho nữa, thì cái chuyện đi với lại cái đại hạn nó thành cái chuyện nó thành được, nên mình phải nói những người đó ở nước ngoài tốt hơn chứ không phải như tất cả các bạn đều như nhau hết. Nên các bạn nghe tử vi là nhớ thông cảm, bỏ qua cho chứ đừng lấy lá số của mình mà kêu tại sao lá số mình không vậy, mà những người này luận cái lá số giống giống vậy mà là như vậy. Tại vì mỗi lá số nó mà là một cái con người khác nhau, một cái định mệnh khác nhau, mà một cái lối sống khác biệt hoàn toàn khác nhau. Chỉ vấn điều duy nhất là ví dụ như bạn sinh vào cái tuổi mà tuổi Dần Ngọ Tuất và bạn sinh vào cái tuổi Tỵ Dậu Xỉu, mà hai cái vòng thái tuế nó đã chật nhau rồi thì hai con sao thiên má nó đóng khác cùng nhau thôi. Tuy là 14 cát tinh giống nhau nhưng mà đường đời của hai người không bao giờ giống nhau. Nên các bạn yêu thích tử vi nhớ này cho nha. May là chỉ là đây là nghiệm lý cho vui mà giúp các bạn giải trí ra đấy. Chứ còn thế này mà đi giải với người ta mà nghe được thế này là hôm nào bị trách oan không biết tại sao. Ok, giờ mình trở lại với vấn đề của bé bé Bùi Anh Thư nha. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái lá số mới. Bé này sẽ có một lá số gọi là Thái Âm Cư Tuất. Lá số khá đẹp. Thì trước tiên là em sinh vào năm Quý Mùi, tháng Quý Hợi, mà ngày với giờ em lại là hai chữ Nhâm. Thì hai chữ Quý mà hai chữ Nhâm đó là hai cái âm đi chung với hai cái dương. Và đấy là cái đường là cái đoạn sau của mình nó hơi cực chút. Ok, thì vô thì mệnh em sẽ an ở cung Tuất, an sao Thái Âm. Em là người mệnh Mộc, vậy thì khi mà mình về đây thì được sao Thái Âm là sao Thủy mà nó sinh ra cho mình là rất là tốt, mình ăn được cái bộ sao này. Mà khi Thái Âm cư đây là cung dương, tại vì thì bản thân mệnh của mình sẽ ăn được bộ cơ nguyệt đồng lương,
mà cho thấy điều là rất là đơn giản. Khi mà nghe thấy chữ cơ nguyệt đồng lương là mình thấy được cái chữ là tác lại nhân, có nghĩa là chỉ nhìn thấy bộ xa thôi mình biết là cái khả năng của mình làm rất nhiều về mảng mà văn phòng này, thư lại này, quản lý tài sản này, hoặc là liên quan tới những cái mảng giống như là sách vở giấy tờ này, bên văn hóa nghệ thuật này, phát triển được này, thì nghe thôi, thì nhìn thấy bộ sao thôi là mình đã biết làm sao được. Mà khi là mình mệnh thủy nhá, là mình ăn được thái âm này, ăn được thiên đồng này, thiên lương này, mình ăn cả thiên cơ nữa, thì bốn sao nó hỗ trợ mình, thì đường đời mình thiên về yếu tố là mình thích công việc nó nhẹ nhàng, mà mình ngồi ở đâu mà có thể là mình sẽ được hưởng lương cao, thích hơn là cái việc mà mình sẽ vận động. Để coi xem lá số này là động hay là tính, có nghĩa là lá số mà gặp vận động nhiều thì đời mình sẽ cực, mà lá số mình tính lại thì đời mình sướng hơn. Ok, thì khi mà nhìn những lá số thì em ăn được trong mệnh tài quan thì không gặp sát tinh, nó toàn cát tinh thôi. Thêm nữa là ở đây anh thấy được là em ăn con sao hóa khoa, thái âm thì nó cho em được cái tướng hình người phụ nữ. Thái âm là người nữ rất là khéo léo, khuôn mặt rất là khả ái. Thông thường tới người phụ nữ thái âm thì khi cư cung âm thì mặt sẽ rất là tròn, thì mình ở đây là mình lại cư vào đất thiếu âm. Con sao thiếu âm mà đi chung với thái âm thì cực tốt, có nghĩa là mình sẽ là một người khéo léo, mình dùng cái yếu của mình nhưng mà mình lại đạt được cái thành công hơn là cái người mà mạnh mẽ khác. Thứ nhất là cái sao thiếu âm là cái sần cư xử, có nghĩa là mình nhường chút gì đó cho người khác cái phần hơn, mà sao thái âm là mình còn phải khéo léo cư xử để người ta cảm thấy như là khi mình cần cái gì người ta phải vươn vai, người ta cho mình tựa vào thì ở đó mình lại hạnh phúc hơn. Thì em là người phụ nữ mình đạt được cái yếu tố đó, cái thiếu âm đi chung với lại thái âm. Nhờ nhất thêm yếu tố nữa là cái gì thì cái, chứ cái mà em dùng cái nhu em thắng cái cương là tuyệt đối là có. Thêm nữa là khi em ra đường em giao tiếp thì bất cứ gặp chuyện gì em cứ trời cái này cực quá, cái này khổ quá, giờ làm sao giờ, trời ơi anh ơi cái này em phải làm sao, phải làm sao. Chính những cái điều em la vậy nhưng mà nhiều khi lại khá là người nhảy ra giúp em, lo cho em thì em lại là sướng hơn. Nên thông thường hồi xưa mà các cụ thấy cái sao mà người nào đặt sao thái âm mà miếu vượng nó rất là thích, tại vì cái người này về quán xuyến lo gia đình được, khéo léo cư xử đủ thứ á, thì em sẽ được cái phần đó. Nhưng mà đối với người phụ nữ hiện đại mà đắc được bộ cơ nguyệt đồng lương thì lại tốt. Khi mà mình làm trong những công ty lớn, những tập đoàn lớn, mình rất phát triển được. Mà nếu như mình ăn cát tinh nhiều thì mình có khả năng cầm được sổ sách của công ty này, mình làm quản lý được này, mình làm quản trị được này, mình có thể là dạy cho người khác được này, mình có thể là hướng người ta theo cái hướng mà không phải là mình ra mình chỉ với người ta, nhưng mà mình có thể là đưa cho người ta một cái hướng đi mà mình nói một hồi thuyết phục người ta làm sao đó mà người ta lại làm theo ý mình bằng cái cách rất là nhẹ nhàng. Đó là đặc biệt của cái bộ cơ nguyệt đồng lương mà em đang hưởng. Thì ở đây em ăn được sao thứ nhất ở mệnh, ăn được sao hóa khoa. Hóa khoa thế là cái sao học vấn, cái sao mà sang trọng. Vì cái sao này cũng như là một cái vị Bồ Tát hay là một vị thánh đi chung với mình, thì bất cứ đường đời em luôn có một cảm giác cái chuyện này bất an, em sẽ không làm. Là cái yếu tố đó rất là quan trọng đó, đường đời của em, có nghĩa là giống như là có sao hóa khoa bên cạnh thì bất cứ gặp chuyện gì em cứ cảm giác là cái chuyện này lên làm hay không, không nên em dừng lại, thì ở đó em thoát được tai được nạn vì con hóa khoa. Thì hóa khoa nó cho mình cả cái học hành rất là giỏi mà nó là hỗ trợ, thì nó sao hành thủy nó hỗ trợ cho cái mệnh của em. Vậy thì nếu em học rất sâu, em nếu mà được trong cái hạn tới khi mà em học lên cao thì nên học cho anh cực xa, mà thao hóa khoa từ mệnh thiếu cung di. Thì cung di lại là sao thái dương, thái dương là sao động, cung di mà động thì đi xa nó thành yếu tố tốt. Nên em có hỏi yếu tố mà em ra nước ngoài được không, nếu ra nước ngoài để đi học thì cực tốt cho em, mà ai mà khóa khoa thì em có thể học lên nữa và rất là cực tốt, và học xa càng tốt, có nghĩa là học bằng cấp cực cao là tốt cho em nhiều. Thêm sao thiên trù, thiên trù thì trời cho mình cái năng khiếu ẩm thực rất là cao, có nghĩa là cái người mình cái gì chứ cái vị giác mình rất là mình hơn cả vạn người, mà trong cuộc đời mình sẽ được hưởng một cái nó gọi là luôn luôn được ăn những cái món ngon mà món lạ mà cả họ hàng mình suốt đời không thể ăn được, mình là người được hưởng cái đó. Mà ngay cả trong cái đời sống gia đình khi mình đi ăn đi uống hưởng thụ với vợ chồng mình cũng được hưởng từ em, có nghĩa là ngoài cái yếu tố mà em hưởng thụ về ẩm thực thì em còn thêm yếu tố là em là cái người mà giỏi về nấu nướng nữa, em có thể làm những món ăn rất là ngon. Khi mà mọi người em nấu cái gì đó mọi người rất rất là thích,
Mà khi mà khóa khoa chỗ Thiên Chù thì tập Thái Âm nữa, thì khi mà em làm một món ăn em bày biện làm sao mà người khác nhìn vô là đã muốn ăn. Không nhất thiết là phải ăn nhé, không phải nếm, mình nếm là mình đã làm ngon rồi, nhưng mà ta nhìn vô người ta cũng thích nữa. Cái đặc trưng của cái sao Thiên Chù ở vậy. Ok, thì khi mà em cư mà Thái Âm mà cư vô đất La Võng thì đường đời mình sẽ gặp một cái trục trặc gì đó mà nó nhùng nhằng với cuộc đời mình mà mình không thoát ra được, mình hay rơi vào cái thế đó. Nên cái phụ nữ mà chơi cái thế La Võng này nó hơi cực một chút, cực chút, vì đường đời mình khi mình dính vô cái gì rồi thì giống như là mình giống như gà mình mắc vô cái lưới mà mình giật 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 hoài, mà mình muốn thoát ra nó hơi khó. Nên để tránh những cái chuyện ra thì mình ít gặp trên đường đời, cũng như ít tạo những cái cơ hội để gặp nhiều người mới quá, để mình dính vào quá nhiều mối quan hệ thì nó đỡ hơn. Ok, thì em ở đây là cái người phục binh. Cái phục binh này hay lắm nha. Sao phục binh này là cái sao mà mình làm cái gì mà mình chớp cái thời cơ, tận dụng cái thời cơ rất là hay. Nhưng mà cũng cho một cái điều là cái bản tính của mình là mình có một chút gì đó mình hay bị nhìn dòm ngó người khác, vì thiên hạ của mình là sao tướng quân. Nên khi mình nhìn người ta là mình phải tranh thủ cơ hội thì mình mới có được, chứ mà mình chậm chân là mình mất. Thêm nữa là cái tính của mình cũng hơi một chút, có nghĩa là mình là cái người mà tranh thủ cơ hội, nên mình nhìn thấy cơ hội nào mà cái người khác người ta phạm phải lỗi thì mình lại nhảy ra mình đâm người ta, nên rất dễ bị người khác coi như là ghét nếu mà mình tận dụng cái yếu tố đó. Thì em có hỏi nhiều về yếu tố về, sau khi nói về cung mệnh đi, thì khi em hỏi nhiều về yếu tố về cung quan lên học cái gì, thì ở đây em ăn hai sao đồng lương. Thì anh giải thích ở đây là con sao thiên lương á, nếu đứng một mình á, nó có yếu tố liên quan nhiều tới ngành y, chứ đánh cao với sao thiên đồng lại không có đâu nhé. Sao thiên đồng nó là yếu tố khác, thiên đồng nó là con sao vui vẻ. Thì hai con sao mà cùng là phúc tinh đóng đây thì cho thấy điều là cái đường đời mình qua làm cái việc gì mà hay giúp từ thiện cho người khác, có nghĩa là mình giúp đỡ cho người khác, ngay cả cái việc mình làm quản lý, mình làm sếp manager hoặc là làm quản đốc, mình cũng chỉ cho người khác học cái này, chỉ cho người khác học cái kia, thì cũng là cái phần giúp người ta. Nên khi mình làm được những mảng nó rất là tốt. Thì ở đây em ăn sao gì, em Thanh Long Lưu Hà. Thanh Long Lưu Hà thì đường đời mình sẽ có, công việc của mình sẽ có một lúc đó đạt được những thành tựu rất tốt. Những sao ở đây mà nếu học sâu về mảng y á, thì em cần có sao lọc hoặc là riêu y thì nó sẽ kích phá cái bộ này, sẽ học về bên mảng đó. Nhưng mà em lại đắc gì, đắc là xương khúc quan quý, cẩn thận là em có thể theo bên mảng nhà nhà giáo. Ok, thêm nữa là em ăn con thiên quan chiếu về đồng lương của quan phúc, thì sau này là em có niềm tin về tôn giáo nên làm có nhiều mảng về bên trợ giúp xã hội cũng rất là được. Ok, thì con thiên hỷ ở đây này, thiên hỷ ngộ xương khúc có nghĩa là mình hồng hỷ, mình ngộ xương khúc á là mình khi mình đi làm mình ở cái nơi nó hay thích, cái nơi nó vui nhộn, nó hạnh phúc, nó có nhiều niềm vui, có tiếng cười mới làm. Một thân một mình ở nơi nào đó mà ít người thì em không thích cái yếu tố này, em được hưởng cái yếu tố đó. Mà khi mà các nhiều sao âm nóng đây này thì ra nước ngoài mình cũng rất có khả năng, rất dễ làm bên mảng sắc đẹp. Nhưng mà khi em học hóa khoa này thì đường đời nếu em cố gắng em học thì em đi học rất là xa đấy, vì xương khúc là bằng cấp ngộ hóa khoa, thì cỡ nào khi em học lên em học rất sâu. Mà nếu như em học sâu mà em làm ở những công ty lớn thì có khả năng em lên vị trí rất là cao, bởi vì xương khúc cũng là vị trí mà mình cầm giấy tờ công ty, mình quản lý sổ sách rất là giỏi. Đó là cái yếu tố mà em đạt được. Ok, thì ở đây thiên tài thì có sao thiên cơ. Cơ thì cho thấy điều là mỗi lần mình kiếm tiền thì mình phải nặn đầu óc ra rất là căng, thì thiên cơ là đầu óc đó. Thì tổng hòa lá số như vậy thì con sao thái dương nó đóng cung di, nó cho em một cái tầm nhìn xa, biến động có nghĩa là em đi càng xa thì nó càng tốt. Nhất là cái cung phúc của em ngộ triệt thì ở gần quê nhà nó rất là cực, họ hàng mình nó cũng hơi khổ, nên mình không có nhờ được. Khi mình đi xa mình tự thân mình vận động cho mình thì đường đời mình sẽ khá lên khá là nhiều. Ở đây thì em có hỏi về bố mẹ, thì ở bố mẹ của em thì em ăn hai sao liêm liêm tham liêm sam, hai con sao ở đây thì nó hơi căng đấy. Có nghĩa là từ khi em sinh ra mà thấy khi em vào tuổi những từ 12 trở đi, 12 âm thì bố mẹ hay dính vào vấn đề pháp lý, nên nó ảnh hưởng, nó thay đổi cuộc đời tuổi trẻ của em nhiều lắm nhé. Vì anh sao đây, và khi cái bộ mà phụ mẫu mà hai hai sao này còn gặp hai con sao kỵ, gặp thêm hỏa tinh thiên khốc, hai con quan đóng đây,
đầu quân thì bố mẹ rất chia ly với nhau, cuộc sống của các cụ ban đầu rất là hơi nghèo, bố mẹ em hơi hơi nghèo đấy, khổ đấy, nên đã, nó thay đổi cái cuộc đời em. Khi em đi cái hạn này em cũng là cực, hiện tại em vẫn 18 tuổi trong hạn này, dù sao là em cũng khá là cực. Tuy vậy nhưng mà em phải nhắc là cái trong cái tam hợp của cái thiên thời nhất đời thì ở hạn này thấy có bằng cấp học hành là ứng ý. Thì trong hạn có sao thiên má, nếu mà em hoạch định muốn ra nước ngoài và muốn đi xa thì trong hạn này lên đi, nhưng mà anh khuyên em nhé, đi là nên đi học, tại vì mình có hóa khoa mình học nó rất tốt, chứ mình đừng đi vào cái mảng mình lao động, vì khi mình lao động đời mình sẽ rất là cực. Ok, nên nên xa xứ thì nên tập trung vào vấn đề học, mà nếu em học giỏi như vậy thì em nên học thêm những vấn đề về ngôn ngữ cao đây này, kiếm những cái mảng về giống như là những cái bằng, hoặc là xin những cái mảng mà trợ cấp mà học bổng này nọ thì có thể là em sẽ đạt được, thì dù sao mình cũng là người học rất giỏi. Ok, thì hiện tại thì anh tham khảo ý kiến góp ý vậy. Thì đường đời em đi thì khi mà khi về tới cung phúc gặp hạn đào hoa thì từ hai mấy tuổi thì tình cảm tình yêu như ý đó, thì lúc đó mình sẽ vui hơn. Đường đời vui hơn là cái hạn từ giờ tới trước năm sau khi 21 tuổi, thì tới 21 tuổi mình thấy còn cực lắm, có nhiều thứ mà vận động lắm, dù sao là mình cũng là âm dương lương mà mình gặp sát phá liêm tham thì cho thấy là cái đàn này lên bờ xuống ruộng, đàn cực lắm, đàn này em khổ lắm, nên cô bé cố lên thì đường đời nó còn dài lắm. Thì khi mà em đi đến một cái đoạn sau cuộc đời em á thì em đã gặp khá nhiều thành tựu, từ hai mấy trở đi em đắc lộc tồn thì em học cái gì cũng ưng ý, mà bắt đầu lúc đó em sẽ có được việc làm mà lương lậu rất là ưng ý, vì mình ăn con sa lộc tồn ở đây mà kích phá hóa quyền, nên là lúc này là mình sẽ làm được những chuyện mà người đời mình không tưởng nếu mình sẽ làm được, tuy là nó gặp triệt, nghĩa là mình vẫn còn vất vả và cực khổ. Thì khi mà về bốn mấy thì đường đời sang trang rồi, lúc đó là mình đắc bộ cương nguyệt đồng lương thì ở đó mình có thành tựu, có tiếng tăm. Ok, thì hiện tại ý của anh tạm thời như thế thôi, xin phép nhường lại cho bạn Rosie nói nhiều hơn nha, để tư vấn về cuộc đời cho định hướng cho bạn ấy đi. À, quên nói một điều nữa là trong vấn đề học hành á thì cái tuổi trẻ của mình em với anh có hai sao, thiên đồng là con sao vận động, về sau có thể là em làm ảnh về bên xuất nhập khẩu vận tải cũng được, mà bên thái âm mà bệnh thì mình có thể làm bên buôn bán về điền sản cũng được, nhưng mà cái đó là cái khoản sau đời đời của mình, còn đoạn đầu đời của mình có thể học rất nhiều thứ, nhưng mà anh mong chờ em học những cái bằng cấp cao hơn là em đi về cái mảng bên giáo dục, vì những người bên giáo dục thì mình có cái tâm rất là tốt, nhưng mà đường đời thông thường thì nó hơi hơi nghèo, mình hơi khổ, ít tiền thì cuộc đời cũng nhiều khi cũng cần một chút tiền thì đường đời nó sướng hơn, mà theo nhà giáo thì rất là tốt, cao sang quý, anh rất trân trọng những người nghề giáo, nhưng mà thông thường những người nhà giáo thì nó hơi khổ, mà khả năng của em học lên cao được thì sau khi học bằng cấp cao nhiều khi thành tựu nó là tới, vì cái hạn sau em đắc được con có được lộc tồn thì ở đó có thể là cái tiền lương của mình ấy, nó sẽ rất là cao đó, như ưng ý hơn thì mình lên học xa hơn nữa, đó là cái phần của anh, mà bằng cấp nước ngoài thì càng tốt. Rồi xin phép hết, gửi lại cho bạn Rosie nhé. Okay, rồi cảm ơn bạn Phi nha. Chào lại các bạn yêu Tử Vi. Sau khi mà được nghe cái phần của bạn Phi thì đây là cái phần của chị với chú Lê Đức gửi cho em một chút những cái lời khuyên trong lá số này của em. Thì trả lời luôn vào cái câu hỏi của em á, là em hỏi về vấn đề cái cung mệnh của mình như thế này á, thì mình nên học vào cái ngành gì. Thì thật ra cái đầu tiên nha, cung mệnh của em á, em học về những cái nghề mà buôn bán về nhà cửa là tốt nhất. Cái số của em trước sau gì mình cũng có nhà cửa đàng hoàng, ngon lành. Cho nên nếu mà học về hoặc làm những cái ngành liên quan đến bất động sản, kỹ nghệ về nhà cửa nè. Ví dụ như là em bán đồ mà cho thiết kế nhà cửa, cửa sổ, màn cửa, giường, tủ, quạt, hoặc là những cái gì trong cái vấn đề gọi là cho cái nhà của mình á, thì liên quan tới cái đó thì em sẽ rất là thành công. Cái thứ hai, em sẽ thuộc trong cái nhóm mà cơ nguyệt đồng lương, em làm về vấn đề văn phòng. Ví dụ nếu mà em có giỏi về vấn đề, muốn làm về vấn đề y tế thì mình không phải là bác sĩ mà gọi là mổ hay là cái gì, mà mình sẽ làm bác sĩ hoặc là làm một cái nhân viên ngồi ở trong văn phòng làm giấy tờ cho người ta, nghĩa là ngồi trong bàn viết á, thì tốt hơn cho mình, không có đi qua đi lại. Cái kế tiếp là có thể làm về vấn đề văn phòng kế toán. Kế nữa là em có cái khiếu ẩm thực, nghĩa là mình có thể làm một người đầu bếp giỏi nhưng mà lại không có làm buôn bán về kỹ nghệ ẩm thực được. Ví dụ như mở cái nhà hàng làm là chủ riêng cho mình,
thì em sẽ không có thành công, tại vì nhiều khi cái tính của mình nó cả nể nhiều quá cho nên mình sẽ không có lời đó. Cho nên chị khuyên đầu tiên là làm về vấn đề kiến trúc nhà cửa, địa ốc rất là tốt. Thứ hai, nếu muốn làm về văn phòng thì làm cũng được, làm về y tế cũng được, nhưng mà y tế của mình ví dụ như là làm ngồi trong văn phòng làm giấy tờ thì nhiều hơn đó. Thì cái đó là cái việc đầu tiên trả lời về cái cung mệnh của em về học hành hoặc là nghề nghiệp. Cái kế tiếp là em hỏi về cung phụ mẫu. Em này rất là thông minh nha, hỏi hai cái cung mà có nhiều cái xác tinh nhất trong cái cung mệnh của mình. Thì cái cung phụ mẫu chị trả lời trước, đầu tiên đó là cung phụ mẫu của em có bộ liêm chinh tham lang mà đồng cung với hóa kỵ. Nếu mà không có hóa kỵ ở đây thì mẹ bố mẹ mình rất là có khả năng có nhiều cái không được tốt lắm trong vấn đề pháp lý, nhưng mà bởi vì có hóa kỵ cho nên là trước khi sanh mình ra, hoàn cảnh của bố mẹ mình giữa hai bên nó cũng có nhiều cái xào xáo, có những cái nó cũng không được ổn đâu. Nhưng mà sau khi sanh em ra rồi thì chính bản thân em sẽ có cái sự hàn gắn giúp đỡ cái việc đó. Tự nhiên sanh mình ra thì bố mẹ được vui vẻ hơn, làm ăn tốt hơn. Cho nên nói cái cung phụ mẫu này là cung tốt chứ không có xấu. Rồi, cái kế nữa là trả lời cung tử tức cho em. Thì cung tử tức của em nằm trong cái tam hợp sát phá tham mà có thiên hình thái tuế. Đó. Thì ở đây nói là con cái của mình thì số lượng ít lắm, chị nghĩ là khoảng dưới hai đứa trở xuống thôi, mà chị không sanh, chị không khuyên nhà là em sanh nhiều trong cái lá số này. Kế nữa là con cái sau này nó hơi khắc khẩu với mình chút, nhưng mà nó lại giúp cho mình ở cái thời điểm cuối của cuộc đời mình, nghĩa là lúc trước thì mẹ con có những cái không có được hợp khẩu với nhau, nhưng mà về sau á thì nó lại giúp được cho mình, nó lại có nghĩa là nó có hiếu với mình đó, nó vẫn giúp đỡ cho mình được tốt. Đó là trả lời những cái câu hỏi của em. Cuối cùng thì chị chúc cho em Bùi Anh Thư cùng với gia đình những cái bước đường kế tiếp về vấn đề tương lai học vấn của em sẽ thuận lợi và thành công, và gia đình của em cũng như là bố mẹ sẽ có nhiều niềm vui và sức khỏe. Chào em.